Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022-2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2023 tại Nhà văn hóa mùng 3 tháng 2 tỉnh. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của tỉnh nhà, đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của các thầy, cô giáo, các em học sinh. Lễ tuyên dương cũng là dịp để các em học sinh xuất sắc, tiêu biểu được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo ra động lực để các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để trở thành những tài năng trẻ, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Lễ tuyên dương sẽ góp phần làm lan tỏa, truyền cảm hứng cho các nhà trường, các thầy cô giáo, đặc biệt là các em học sinh, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập đạt kết quả cao. Lễ tuyên dương sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2023 tại Nhà văn hóa mùng 3 tháng 2 tỉnh Nam Định, được tường thuật trực tiếp trên YouTube và website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định. Kính mời quý vị, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh quan tâm theo dõi.